cho mày nghỉ hài này luôn đó, mày đi đi chia ra. Thôi tao cho mày nghỉ hài này đó. Không, ý là chị một là làm hay là không, tại vì cái giờ nó nghỉ làm chi, ý là chị nói là cho nghỉ, tại vì cũng ngày nay cũng đâu có dư, đâu có ấy đâu mà mày lo, cho mày nghỉ đó. Không cho thì không đi thì chị cho mà, chị tự nói chị cho là chị cho ngày nghỉ ngày nay trong tháng này mới lo. Không hối hận đâu nha. Ta cho trong tháng này mà, ta cho mày mày không về đừng hối hận nha. Thiện hiền nó làm chứ ra. Em tiêm nhiều cho cái tay em nhuyễn hiểu không? Cho bà đi cho rầu chứ tự nhiên túi đi về chi cực ghê đó. Ừ. Mà có ngày có đông khách đâu, ngày nay chứ mày nghĩ khi mô kệ em, có vấn đề của em là kệ em, chị không biết. Đây là ưu tiên, ưu tiên để cho hàng sắp hết hạn. Này là phải khuyến mãi thêm một ngày để cho anh nó rước đi cho rầu ta khổ quá. Tiến độ quá năm nay quá thế rồi. Nè nè, ấy là đây nè, để anh rước đi cho rầu cho ta mày quá. Xèo lỗ cũng được. Ha. Anh là anh kể ở nhà là anh ở nhà là nhậu là anh rửa chén hết nguyên rửa là không cho. Nè. Rồi chị thấy chưa? Ngày mai ơi. Tay uống cam được không? Dạ được chứ, nhưng mà ý là người hắn có hắn khỏe chưa má? Hắn chơi hồi sáng chơi đó, để tới giờ cái đầu thử hắn có hắn chơi với cháu ăn cháo lại rồi. Dạ. Cái đầu hơi ấm ấm tí thôi. Dạ, rồi thì cỡ trưa trưa mới cho, trừ mới cho em uống nước cam nhưng mà uống ít thôi má hị. À, rồi rồi. Dạ. Rồi uống thuốc hả? Dạ không, không uống gì hết, cho ăn trưa ăn lại rồi mới cho uống thuốc cái viên hạ sốt đó mà kìa. Cho ăn đỡ đau đầu. Dạ dạ. Rồi. Dạ má. Ờ, hắn đòi em bánh nó mới ghê chứ. Anh ngắm mập đồn heo luôn chị.
hai thùng bánh đó là ta nói là cái quán mình thấy thùng rưỡi rồi. Còn hắn lại là hắn. Chị nói hắn đi, chị nói là nhiều về nhận bánh Oreo nghe. 4 giờ, 5 giờ được. Ghê rồi. Hai thùng luôn, cứ đưa mua. Đứa thật mua thùng là thật ra mình không biết thương bánh Oreo bằng thùng mô luôn á. Hắn nói thùng đứa thấu chứ mình mua giá hai hộp là hai thùng nữa. Chắc nghĩ là mua bánh, thùng bánh tròn chi, bánh gói tròn chứ. Bánh Oreo nó có hai dạng chứ á. À, một bánh tròn một loại hộp á. Ừ. Thì họ ăn thích là dạng nào? Hắn là thời gian gì thì dạng chỉ có đóng gói thôi. Loại chi mà dễ dễ ăn mà đừng có bị ấy á thì như xé một ít thôi á. Thì loại gói nhỏ nhỏ chị. Ừ ừ. 10 cái đó. Em mỗi lần mua về quê em mua 20 cho mấy cháu nó ưng lắm chị. À mà rằng mấy đứa thích ăn bánh nè. Ưng vị chị biết vị gì vani sữa dâu. Không khoai tây ăn cái vị chi đó thôi. Vị vị. Chị. Cái ba lô to không? Ừ. Ừ. Có, qua nó mượn đi. Ở dưới đây là ra nhà rồi. Có ở đây thì nói. Nói cầm đi hôm qua. Lấy cái ba lô đen xuống nhà xe quá nói. Nó thấy cái chi? Mấy chờ bấm Google Maps đây là tới rồi nó. Biết cái chỗ quán chị Hiền không? Rồi mới đi ra chỗ đoàn chỗ chợ gần chỗ chợ. À đây đây. Mẹ lấy số hệ đây. Con đi. Này... của nhà ăn to quá à. Chụp tặng trước đi. Chứ không phải 20 à. Chị Dung hồi hôm khó ngủ. Ừ. Nhà nói nhiều quá. Nói mấy nhà chị Dung nghe nha, nói mấy tiếng hồi.
Còn Dung nói chuyện là Nhàn hơi bị sai. Sai Dung làm nhiều việc. À, Dung gì kêu thôi kệ. Chị cũng làm. Nghĩ rằng bà đi sai người là không ý tới gì. Ý là nhờ nhưng mà gọi là rất là sai họ rồi chi nữa.